tỷ sử sứ y cửa bài bốn mốt tương với bài mười ba quyền một giáo trình hán ngữ bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ không có mấy yêu mấy mấy yêu mấy dậu. mấy dậu. 烘水没有饺子，没有饺子烘，没有手机，没有手机，烘刀没有苹果，没有苹果。 trong đó từ dấu có nghĩa là có dấu dấu có hay không dấu mấy dấu dấu mấy dấu có không dấu mắt dấu mắt có tiền dấu chén Yêu chén. Có bạn học mới. Yêu sinh thống xuế. Yêu sinh thống xuế. Bây giờ là từ hòm vali. Xiang zi. Xiang. Xiang. 箱子，箱子，搞翻哩！有箱子，有箱子，空搞翻哩！没有箱子，没有箱子，b 空搞翻 h ô Nì mới xem mà? mấy Có mà. Nguyên văn là có, à. hiểu à? hiểu À. À. Hiểu à? hiểu à? Trong đó từ A ở cuối câu được gọi là trợ từ ngữ khí. Hãy hỏi lại, bạn không có vali à? Này mấy hiểu xiang dự mà? Bạn mấy hiểu xiang mà? Có mà? Hiểu á? Hiểu á? Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ chỗ này. Jar. Jar. Từ này đọc là rửa và uốn lưỡi ở cuối thành trở. Trở. Trường hợp này không được đọc thành chảy. Ở đây, ở chỗ này. Dài trở. Ở đây này. Dài trở nó. Dài trở nó. Người ở chỗ này, người của chỗ này, người ở đây. 照的人，照的人，花寡就来花寡的。照的水果，这儿的水果，信好我就来信好我这照的学校，照的学校。 Nhã ăn ở đây, nhã ăn ở chỗ này. Trào đời sứ tháng. Trào đời sứ tháng. Của mình ở đây này. Của đờ dài trò nè. Của đờ dài trò nè. Có mà, của mình ở đây này. Dù á, 我的在这儿呢，有啊。我的在这儿呢。还回来，bạn không có vali à？你没有箱子吗？你没有箱子吗？có mà của mình ở đây này，有啊。 我的在这儿呢。有啊，我的在这儿呢。Bây giờ là từ nặng, âm Hán Việt là trọng. Trọng, trọng, rất nặng, rất nặng, rất nặng, rất nặng. của mình rất nặng. 我的很重我的很重管囊周太重了太重了翻立管囊周箱子太重了箱子太重了 nặng hay không nguyên văn là nặng không nặng trùng bố trùng của bạn nặng hay không nhịn đờ trùng bố trùng nhịn đờ trùng bố trùng của mình rất nặng của bạn nặng hay không 我的很重，你的重不重？我的很重，你的重不重？还回来，没有发力啊？你们有箱子吗？你们有箱子吗？有嘛，我们有这里。 有啊，我的在这儿呢。有啊，我的在这儿呢。我名字呢？我的很重。我的很重。古 ủ a b ạ 你的重不重？ Ni đa bố trông. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ như sau bằng tiếng Trung. Đi ra bưu điện gửi thư. Chuyện yếu trí chỉ xin. Tên là gì? Chào Uống bia. Khơ phí chiều

Sống ở tầng 18 cửa 1. Trụ sở ba lầu y mẩn. Trước tiên giới thiệu một chút. Xin giới thiệu một chút. Hai bọn họ là người Hàn Quốc. Họ là người Hàn Quốc. Họ người Hàn Quốc. Nghe nói đọc viết. 听说读写。在哪个班红果里？没有箱子。南海重不重？